Ok, góc quay quay lại. Và hôm nay tôi sẽ gà giá gà đó anh em. Tôi sẽ giá gà và tôi sẽ đi bắn những cái thanh niên nào mà tưởng tôi gà đó anh em. Và bắn tôi quyết liệt đó anh em. Mấy thanh niên đó là chấm dài đó anh em. Không biết tôn kính những thằng gà đó nghe mà. Ừ quên á, gà thì đâu có tôn kính đâu. Thằng gặp thằng nào bến bỏ từng đó luôn đó. Mấy thằng gà thường gặp những sự kiện quá dĩ quá đáng đó anh em à. Cái đậu xanh, tao nhìn cái máy quét mà tao tưởng đâu là cái quần què, máy quét quần què, quần què. Bỏ bạn chạy theo đi mày. Ừ, ở đây có 4 thằng chơi được nè, cộng thêm tôi nữa là 5 thằng đấy anh em. Mà tôi đâu có giết được tôi đâu, nhưng cho yên tâm nha anh em, tôi sẽ tự tử luôn. Gặp thanh niên nào là cho nó bán. Ờ quên, cái này là phá ganh luôn ấy. Nếu tôi mà như thế là tôi sẽ phá ganh đấy anh em. Lát quần què, lát vãi lôi a đâu a đâu a đâu. Thấy một thanh niên rồi, thanh niên sẽ chạy qua đây chứ hả? À thanh niên gà, thanh niên gà nè. Nhưng mà tôi không thích gà kiểu này, thì nếu nó không bắn tôi thì tôi sẽ tha mạng nó và tôi sẽ bỏ đi. Còn nếu thì nó bén tôi thì tôi chờ lại nó, chứ không lại thì cái quần què, quần què. Thôi anh em, hôm nay mình chơi tới đây thôi anh em. Tôi sụp ganh rồi anh em ơi, tôi tức lắm ấy. Thôi bye bye, quay video ngu ngu thế thôi. Đúng là gặp mấy con gà là tụi nó sẽ bắn quyết liệt đấy anh em à, cẩn thận đấy.